Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với lại hãng máy xúc Divinon tại Việt Nam. Theo như thông báo của bên hãng, từ tháng 1 năm 2023, Dosan Hàn Quốc đã chính thức đổi tên thương hiệu thành Divinon Hàn Quốc. Và sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với lại các bạn về cái quy trình vận hành của tất cả dòng máy lốp Divinon mới. Và tiếp sau đây, chúng tôi sẽ xin giới thiệu tất cả quý vị và các bạn về cách thức trước khi vận hành máy xúc Divinon. Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra tất cả ngoại quan. Tổng thể bên ngoài của máy thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra khu vực lốp xem nào có đá chèn vào khu vực và chèn vào giữa lốp không, và có đinh lắm vào lốp không, và nhiều khi là đá nó chém vào lốp thì chúng ta có thể là sẽ phải thay thế. Và tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra đến cái phần chân vịt, thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ xem là có đất đá ở trong cái khu vực xi lanh chân vịt này không, thì chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ trước khi cho máy đi làm việc để tránh những cái trường hợp mà hư hỏng xảy ra. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra đến khu vực mà phần gầm. Phần gầm thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra tất cả các cái khu vực mà phớt cắt đăng này, cầu trước và cầu sau. Và đây là một số lưu ý ở trên máy xúc đào bánh lốp từ 140 cho đến 210. Thì ở đây là vị trí đặc biệt, đó là chính là vị trí bơm mỡ trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như chúng ta muốn kéo máy đi mà máy không nổ được, và chúng ta cần phải kéo máy đi, thì chúng ta sẽ cần phải bơm mỡ, dùng cái bơm mỡ bơm vào vị trí thế này. Sau đủ 53 thì là mỡ sẽ tự động xoáy ra vị trí này để chúng ta có thể kéo được máy đi. Và sau khi mà xử lý xong những sự cố thì chúng ta cần phải tháo vị trí này ra để xả mỡ ở trên vị trí này. Đó, chúng ta chỉ cần nới con ốc xả mỡ này ra thì là mỡ sẽ tự động đẩy ra ngoài hết. Đó, đây là một số cái lưu ý mà đặc biệt. Bình thường chúng ta bảo dưỡng định kỳ thì chúng ta sẽ không được bơm mỡ vào vị trí này, vì nó sẽ tách côn ra và sẽ không di chuyển được. Những cái khu vực bi chữ thập, rồi là các cái vị trí bơm mỡ đó, nếu có phát hiện mà chảy dầu thì chúng ta cần phải liên hệ với hãng để xử lý ngay, không được để cho chúng nó kéo dài được. Và tiếp theo thì có một phần không thể thiếu được là chúng ta sẽ phải kiểm tra nước ở trong lọc. Ở vị trí lọc tách nước đây thì là nếu mà có nước ở trong lọc thì chúng ta cần phải vệ sinh bằng cách là xả cái núm xoay ở dưới vị trí bên dưới của lọc đó, và để đảm bảo được cho là động cơ làm việc một cách ổn định. Tiếp theo chúng ta sẽ có thể kiểm tra đến cái phần lọc gió, thì chúng ta chỉ cần lấy tay, dùng tay bóp cái phía bên dưới của lọc gió. Nếu mà trong lọc gió rất nhiều bụi bẩn thì là đất cát nó sẽ ra ở khu vực này, chúng ta sẽ nhìn và biết ngay. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải tháo lọc gió ra và để dùng hơi để khí nén để xịt sạch từ bên trong ra ngoài. Một mục rất quan trọng mà chúng ta cần phải kiểm tra trước khi vận hành hàng ngày đó chính là và giới thiệu các bạn, đây là khoang động cơ của máy, thì chúng ta cần phải kiểm tra mực nhớt ở trong động cơ bằng vạch mắc và vạch min. Thì ở trong khu vực giữa mà đạt tiêu chuẩn đối với lại máy mà đã để qua đêm. Chúng ta cần phải kiểm tra mực nước nằm mát ở trong két nằm mát là cần phải đầy đủ, nếu thiếu chúng ta cần phải bổ sung thêm. Đó. Và có một cái lưu ý rất quan trọng, đó chính là khi máy vừa đi làm việc về chúng ta không nên mở nắp két nước, nó sẽ gây nguy hiểm, gây bỏng. Đó, chúng ta chỉ kiểm tra mực nước này sau khi máy để qua đêm. Ở phía trước, khu vực phía trước này thì sẽ có những két nằm mát cho hệ thống của máy, thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là có lá cây hoặc là có những vật cản gì không, thì chúng ta cần phải vệ sinh để cho hiệu quả nằm mát được tốt nhất. Và đây là khu vực để bơm mỡ vào các vị trí ắc ở khu vực chân cần và ắc xi lanh cần đứng và xi lanh cần am, thì chúng ta cần phải bổ sung mỡ định kỳ theo tuần, đó chính là bảo dưỡng 50 giờ hàng tuần. Và đây là vị trí để bơm mỡ bảo dưỡng 10 giờ hàng ngày. Chúng ta cần phải bơm mỡ vào các cái vị trí như là ắc ở đầu cần, ắc gầu, ắc xi lanh. Và ngoài ra chúng tôi còn cung cấp đầy đủ phụ tùng chính hãng Dosan và Divinon, bao gồm dầu 10W40 dùng cho máy động cơ kim phun điện tử, và dầu 15W40 dùng cho máy kim cơ, và dầu 80W90 dùng cho hệ thống cầu, wire và quay toa. Công ty DCC là đơn vị duy nhất phân phối các sản phẩm máy xúc đào và phụ tùng
Dosan Divinon chính hãng tại Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng vào trong cabin để kiểm tra tất cả những cái hệ thống trong có sẵn trong cabin trên model đời mới. Và trên khu vực cánh cửa này, các bác tài và các bác lái máy sẽ kiểm tra quy trình bảo dưỡng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Trước khi vận hành, mọi người cần điều chỉnh vị trí ghế và vô lăng để có tư thế vận hành thoải mái nhất. Và chúng ta cần khởi động màn hình và kiểm tra các thông số trên màn hình xem có vấn đề gì không. Trước khi khởi động máy, chúng ta cần phải để công tắc P ở vị trí ngắt và công tắc số ở vị trí mò. Và sau đó chúng ta mới khởi động được động cơ. Trước khi làm việc, chúng ta cần phải khởi động máy và vận hành thao tác sau 5 đến 10 phút để cho nhiệt độ động cơ có thể là đạt tiêu chuẩn thì chúng ta mới bắt đầu vận hành để cho đạt hiệu quả tốt nhất. Vừa rồi là quy trình kiểm tra máy trước khi vận hành. Chúc các bác tài một ngày làm việc an toàn và hiệu quả. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại comment bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị và các bạn.